Thưa quý vị, những áp lực từ cuộc sống hàng ngày khiến cho chúng ta luôn có nguy cơ bị rơi vào stress, căng thẳng và ức chế thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Và để đẩy lùi stress, tinh thần lạc quan và yêu đời hơn thì chúng ta nên bổ sung thêm các thực phẩm sau đây. Mật ong. Mật ong chứa tới 75% hàm lượng đường. Nguồn năng lượng do mật ong đem lại còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Sau khi được hấp thụ, mật ong sẽ đẩy nhanh việc sản xuất endorphin, giúp lấy lại tinh thần hưng phấn và ngăn chặn kịp thời stress. Dầu ô liu rất giàu các axit béo không bão hòa dạng đơn thể và các chất chống oxy hóa như vitamin E, polyphenol có tác dụng đẩy lùi tuổi già, giảm các cholesterol xấu LDL và tăng cường hệ thần kinh, giảm stress. Hoa quả khô. Trong thành phần hoa quả khô có chứa chất xơ, đường chậm, vitamin và muối khoáng, thành phần hoàn hảo để đương đầu với những áp lực hàng ngày. Cây hương thảo và tỏi. Đây là loại thảo dược có khả năng nâng cao tinh thần, chữa suy nhược thần kinh loại vừa và nhẹ. Còn tỏi là chất thiên nhiên giúp tuần hoàn máu và tác dụng rất tốt với hệ thần kinh. Nước thuốc sắc, trà thảo mộc. Để an thần và giảm bớt các căng thẳng thần kinh, bạn có thể uống nước thuốc sắc hoặc trà thảo mộc vào buổi tối. Một cốc trà ấm sẽ giúp bạn tĩnh tâm và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thưa quý vị, với nhịp sống xã hội hiện đại, ai trong chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy bị stress, nhưng đừng để tình trạng stress kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Tập thể dục đều đặn, chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý khoa học là những hoạt động hỗ trợ rất là hiệu quả cho quá trình điều trị chứng rối loạn tâm thần. Nếu bản thân hoặc người thân trong gia đình thực sự có dấu hiệu của bệnh tâm thần thì đừng e ngại, hãy mạnh dạn đến trạm y tế gần nhất hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.